Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay mình tưới phân cho cái chậu kiều này, kiều vuông nha các bạn. Thì nó mình tưới phân để mình giúp cái thân của nó mập căng ra để nó chuẩn bị năng lượng cho mùa hoa sắp tới. Thì những cái thường là những cái thân kiều mà mập mạp thì hoa nó sẽ đẹp hơn. Và màu sắc thì do mình tưới phân thôi mọi người. Thứ nhất là do phân, thứ hai là đủ nắng thì màu sắc nó sẽ đẹp. Sáng nay mình sẽ tưới phân cho nó để cho nó mập thân lên. Bây giờ thì một tháng mình tưới phân 2 lần nha các bạn. Mình có thể thay luân phiên nhau các loại phân để cho nó đủ dinh dưỡng. Vì đặc điểm của cây kiều là mình có thể kích hoa chơi Tết được nha mọi người. Cây kiều này ở khu vực phía nam mà trời nắng nhiều, ví dụ những cái mắt này nè các bạn, chúng ta có thể bơm thuốc vào kiwi xanh, kiwi đỏ hay là kiwi mỹ thì cũng được ha, nhưng mình thường kích là kiwi xanh thôi. Bơm thuốc vào đây, ví dụ như cái mắt này hơi chói nắng, cái mắt này thì mình bơm từ cái mắt này xuống khoảng gần một phân là thuốc nó sẽ đẩy từ dưới đây nó đẩy lên mắt, thì nó sẽ ra hoa 100% luôn nhá mọi người nhá. Bơm thì mình thuộc dạng mình khoan, giống như lấy cái tăm nhọn đó các bạn, sát khuẩn cái chỗ này đi, xong rồi để cho nó khô đi, xong rồi bắt đầu mình khoan thì mình nhỏ thuốc vào, mình nhỏ một giọt thôi, xong mình để cho 2 tiếng sau cho nó khô hẳn đi, rồi mình bôi keo liền sẹo vào, là khoảng 5 ngày sau là sẽ thấy mắt này nó nứt ra, nó bung ra. Và từ lúc mình khoan cho tới lúc hoa nở là từ 30 đến 32 ngày thôi nha. Nếu mà không có nắng thì chỉ 35 ngày là nở. Đó là mình canh khu vực phía nam. Ví dụ những cái này này, những cái mắt còn này này, tất cả những mắt kiều đều ra hoa hết nhá, không có chừa mắt nào hết á. Nó sẽ ra hoa hết đồng loạt luôn. Nếu mà mình bơm mình chăm được một chậu kiều to đó thì mình làm nhiều hoa thì nó sẽ ra hoa nhiều và nó sẽ rất là đẹp. Mình đang có một chậu kiều đang có hoa, nhưng mà hoa này là hoa tự nhiên chứ mình không có kích. Bây giờ mình sẽ tưới phân để những cái thân này này mọi người nó có thể to, phình to ra thêm một xíu nữa. Nó lấy dinh dưỡng để có gì Tết mình kích hoa chơi. Ví dụ mắt bé bé này chứ thân mà mập là vẫn ra hoa bình thường mọi người. Nhưng mà mình không lạm dụng, ví dụ như một thân này mình chỉ có thể làm một bông thôi, một vòi, một cành bông thôi. Còn những cái thân mập thì mình làm 2-3 cành. Rồi bây giờ mình sẽ pha phân và mình tưới nhá. Thì để tưới cho cái thân kiều mà mập lên á thì phải cần có kali mọi người, chứ không phải là đạm nha mọi người. Kali để dẫn nước lên trên. Kali là vận chuyển nước mà mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tưới kali thôi. Mình thì chỉ chia sẻ theo cách hiểu biết riêng của mình thôi nha các bạn. Thì kali thì mình pha 1 gram 1 lít nước. Và để cho hấp thu lượng kali tốt thì mình sẽ cho vào đó một CB1. B1 để nó này chưa đủ. B1 để nó vận chuyển phân lên đó mọi người, nó nhanh hơn, hấp thu lượng phân nhanh hơn. Hai cái này kết hợp với nhau rất là hay luôn. Mình quậy cho thật tan ra nhé mọi người, xong cho vào bình lắc đều lên và tưới. Thì trước khi tưới phân thì các bạn nên xả sơ qua nước đi nha. Đây mình đã xả sơ qua nước rồi này. Cây kiều nó hay bị những cái con rẹp này các bạn này. Chúng ta phải xịt thuốc trừ sâu rầy. Tưới vào buổi sáng sớm, bây giờ mình tưới trước 7 giờ và mình sẽ xả lại phân trước 10 giờ nha mọi người. Chậu kiều này của mình cũng không được đạt lắm đâu, mình trồng một cái chậu nhỏ xíu ở đây này mọi người nè. Và rồi mình lại lồng thêm vào chậu gỗ cam xe. Và bây giờ bộ rễ của nó thì nó đã bám rất là chắc rồi mọi người ạ. Các bạn chờ mình ấy phân và mình bắt đầu tưới nha mọi người. Rồi bây giờ phân mình đã pha xong rồi, bây giờ mình bắt đầu tưới nhá mọi người nhá. Quan trọng nhất là tưới đẫm bộ rễ này này. Thì bộ rễ nó sẽ hấp thu được lượng phân và nó sẽ đẩy lên thân nha. Thân sẽ phình và mập ra.
Đó, các bạn thấy bộ rễ không? Cây lan quan trọng nhất là bộ rễ nhé. Chỉ cần bộ rễ khỏe thì cây lan sẽ khỏe. Vì là nó sẽ lấy năng lượng ở bộ rễ mà mọi người. Nhìn cây không đẹp nhưng bộ rễ thì rất là mập mạp và khỏe. Nó bị tắc cái vòi hay sao mà. Tưới đẫm toàn bộ thân lá nha mọi người. Đây, mình tưới thật đẫm gốc đây các bạn. Mình đã bắt đầu bỏ phân tan chậm cho nó rồi mọi người ơi. Đây này, phân tan chậm này là mình bỏ phân trắng của Đài Loan. Phân đó 240 một ký nha, hôm qua mình mới mua một ký cũng 240. Đó. Mời mọi người ngắm bộ rễ ở trong đi. Đây ạ. Giá thể thì mình trồng bằng vỏ thông thôi. Và giá thể thì mình hay xử lý vậy nè mọi người này. Đó, mình cứ ngâm như thế này. Đây là than, mình chỉ ngâm nước lạnh thôi, gần khi nào ấy rồi mình ấy. Còn đây là thùng nước vôi trong nè mọi người. Quậy lên và chế vô đây, ngâm. Đó. Xử lý giá thể càng lâu càng tốt. Đó, và đây nè, mình vớt ra như thế này, mình để xong nhiều khi nó có cỏ đấy, xong mình lại vớt ra mình trồng, xong mình chia sẻ video thì mọi người lại thấy là ở giá thể có cỏ, xong mọi người lại bảo là chắc là trồng lâu rồi cho nên là nó mới nhiều cỏ vậy. Đó. Bộ rễ thì rất là khỏe rồi. Chúc mọi người trồng thành công những chậu lan đẹp nhé. Chắc mình xin dừng video ở đây thôi. À, thì B1 mình pha 1C nha mọi người. Và siêu kali thì mình pha 1 gram trong 1 lít nước. Tưới đẫm từ gốc tới ngọn thì cây của chúng ta nó sẽ lấy được năng lượng và lấy được lượng nước, nó dẫn, nó làm cái thân mập, thân kiều mập ra nha mọi người. À, đồng thời đó thì mình xen kẽ thêm tất cả các loại phân bón khác, ví dụ như một tuần mình tưới một lần, mình luân phiên nhau á mọi người, hoặc là 2 tuần mình tưới một lần thì mình luân phiên nhau. Tuần này mình tưới siêu kali với B1 rồi thì tuần sau mình có thể tưới 20 đều, tưới humic hay là tưới gì đó tùy theo nhà các bạn có phân gì các bạn tưới phân đó. Thay thế B1 bằng Atonic chẳng hạn. Đó, B1 và Atonic có thể kết hợp được với nhau. Nó sẽ nó bật mầm nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình.